Dạ vâng, xin kính chào tất cả anh em và các bác đã tiếp tục truy cập vào kênh YouTube của Minh Nhật Audio. Và hôm nay thì tiếp tục bên em lại lên cho anh em và các bác những cái mẫu dây tín hiệu, những cái mẫu dây AV hay là những mẫu dây Canon để anh em nâng cấp hay là kết nối từ các thiết bị từ vang này xuống âm ly, hoặc là vang xuống đẩy, hay là từ DAC xuống này, hay là từ nâng tiếng xuống, hay là kể cả những anh em và các bác nào chơi mixer có những cái bộ rắc, những dây rắc như là 6 ly là Canon cái, Canon đực em có này, hay là 6 ly ra AV. Đấy, 6 ly vuông để đây là những cái dây này để anh em nào mà chơi mixer này nhìn một phát là biết ngay này. Đấy, hay là anh em mà có thể tham khảo thêm những cái mẫu dây Canon của Hitachi. Đấy, với mức giá cực kỳ bình dân. Hôm nay thì em lên cho anh em đủ loại luôn, từ cái phân khúc cao cấp dành cho anh em nào chơi những thiết bị xịn đắt tiền, hay là kể cả những anh em bình dân, những anh em hát karaoke gia đình, hay là từ những bộ dàn từ 10 triệu đổ xuống, hoặc những anh em nào chơi những bộ dàn 40 triệu, 50 triệu đổ lên, thì anh em có thể tham khảo những cái mẫu dây ở trên kia. Đấy, thì mẹ bây giờ em sẽ lên luôn cho anh em và các bác nhá. Rồi, đầu tiên là em lên cho anh em những cái mẫu dây đồng giá là 220.000 đồng một bộ. Đồng giá là 220 bộ. Đây là dây của Nhật anh em nhé, dây của Hitachi. Đấy, cho chất âm và cái độ chống nhiễu của cái dây Nhật này cực kỳ tốt, ăn đứt để mà em đảm bảo với anh em là ăn đứt những cái dây 400-500 nghìn anh em mua ở chỗ khác. Đây là dây Nhật bãi xịn anh em nhé. Đấy, anh em thể nhìn tất cả cái dây đều có chữ, và cái lõi của dây Nhật này nó là lõi đồng mạng bạc, và cái lớp chống nhiễu của nó rất là dày dặn, nên là nó sẽ ra cho anh em cái chất âm cực kỳ sạch sẽ và chi tiết, vì nó sẽ lọc hết tất cả các nhiễu hết rồi. Đấy, lõi là lõi mạng bạc nữa, nên là sẽ cải thiện rất là nhiều về cái chất âm cực kỳ sáng và chi tiết anh em nhé. Đấy, đây là dây Canon để anh em cắm từ vang xuống đẩy chẳng hạn, 220 bộ. Đấy, tất cả đầu rắc này thì bên em cũng đều lựa chọn cho anh em những cái chấu đồng, chân đồng rất là đẹp. Đấy, chỉ có 220 bộ thôi anh em nhé. Kể cả dây AV cũng giá là 220. Đấy, dây AV đây. AV em cũng có màu đen luôn. Đây, AV này có màu đen và màu ghi, tùy thuộc cho anh em lựa chọn. Đấy, đầu rắc thì là đầu rắc của Hitachi rồi. Đây, rắc nào cũng có chữ hết. Đấy, đều là rắc của Hitachi mà anh em nhìn cái bản rắc đó rất là đẹp. Đấy, rắc bãi mà nhìn này, đẹp không này. Đấy, được chưa? Đấy, em quay sát này thì anh em biết rồi. Kể cả cái dây của nó, đây là dây độc lập anh em nhé. Đây là hai sợi dài 1 mét. Đấy, hai sợi trên dây thì hoàn toàn tất cả đều có chữ hết. Đấy, được chưa? Tất cả trên dây đều có chữ. Giá thành chỉ có 220 một bộ. Đấy, đây là gọi là tốt nhất cái phân khúc của là bình dân, bất cứ một cái dây nào, kể cả những cái dây 300-400 nghìn em đào vào với anh em là nó không thể ăn được cái dây này. Đấy, kể cả dây từ cái ra về em cũng có anh em nhé, cái ra về em cũng có luôn. Đấy, giá cũng chỉ 220 thôi, cái ra về, đực ra về, đây đực ra về, đây đực ra về, AV ra đực để anh em cắm, hoặc là cắm từ DAC xuống lọc xì này. Đấy, hay là từ DAC xuống vang cũng hay chơi cái dây này, thì cũng tùy thuộc theo cái bộ dàn của anh em nó đáp ứng được cái dầu rắc nào. Đấy, đây là 220 anh em nhé, tất cả đồng giá 220. Ngoài ra em còn có cả những cái bộ dây AV phòng thu bãi Nhật nữa. Đấy, cái dây này thì em bán rất là chạy. Để mà nói thì đã nhắc đến phòng thu thì anh em biết rồi, cái âm thanh ở trong phòng thu người ta đòi hỏi rất là quan trọng về cái độ chi tiết hay là cái độ chống nhiễu. Đấy, và đặc biệt nhất là khi mà người ta thu âm, người ta lại cực kỳ quan trọng về cái giải lời, là cái giải mid ấy. Đấy, thì cái dây mà cái dây phòng thu thì nó không cần to anh em nhé. Đây anh em thể nhìn, cái dây phòng thu thì nó không cần to. Đấy, nhưng mà nó lại được bọc một cái lớp vải dù. Đấy, nó lại được bọc một cái lớp vải dù. Đấy, nhưng mà ví dụ phòng nghe nhạc của anh em nó rơi vào tầm 25-30 mét vuông thì anh em chơi dây này là quá đủ. Đấy, anh em không cần thiết phải chơi dây quá to. Đấy, đây là dây phòng thu bãi Nhật anh em nhá. Đây, đầu rắc, dây rắc vẫn là rắc của Hitachi, mà dây là dây phòng thu bãi Nhật, được chưa? Dây này thì nó sẽ lên cho anh em để cái rẻ lời.
loại dây này sẽ lên cho anh em được cái giải lời chi tiết. Còn cái dây của Hitachi này anh em này thì nó sẽ lên được cho anh em cái giải mid sáng. Đấy, nó sẽ thiên về giải sáng nhiều hơn nha anh em nhá. Đấy, dây Hitachi thường là 220. Còn dây phòng thu này giá là 250 anh em nhá. Đây 250. Đây, dây AV cũng có này. AV giá 250. AV ra Canon được giá cũng 250. AV ra Canon cái giá cũng là 250. Đấy, hay là hai đầu Canon được cái giá cũng là 250. Nếu mà anh em nào có hai lựa chọn cho anh em lựa chọn, thật ra giá phân khúc nó chỉ hơn nhau có 30.000 đồng thôi, nhưng mà một cái cho anh em sẽ thiên giải sáng và một cái anh em sẽ thiên giải lời, được chưa? Nếu mà anh em thích loại nào đấy là nhiều sự lựa chọn, mỗi anh em một sở thích đúng không ạ? Đấy, hay là có những anh em có thể đây dây 6 ly hai đầu, dây 6 ly hai đầu dành cho anh em nào chơi hát karaoke, chơi mic không dây. Đấy, hai đầu rắc 6 ly giá là 250.000 đồng một sợi anh em nhé. 250.000 đồng một sợi. Vì tại sao giá lại là một sợi là tận 250? Vì đầu tiên cái này thì em phải giải thích rất nhiều anh em này. Cái đầu tiên là cái đầu rắc của nó là rắc xịn, em sẽ lựa chọn cho anh em rắc xịn, và cái dây nó là bản to anh em nhé. Dây Hitachi bản to, được chưa? Anh em thể nhìn. Đấy, hai đầu rắc 6 ly đều là đầu rắc của Hitachi. Đây rắc bãi anh em nhé, mà anh em thể nhìn đầu rắc này, rắc bãi này. Nó đẹp như thế này cơ mà. Đấy, anh em cứ nhận hàng kiểm tra còn đẹp thì anh em thanh toán cho em, được chưa? Nên là bên em cứ lúc nào cũng đảm bảo với anh em là anh em tuy là anh em sử mua hàng bãi nhưng mà lúc nào anh em nhận đến tay nó cũng luôn mới. Đấy, đấy là em đảm bảo với anh em nó như thế. 250 đấy, 250 một sợi dài 1 mét. Ngoài ra anh em nào cần dài hơn 2 mét hay là 3 mét cũng có. Đấy, rồi dây mic giá 250 một sợi này. Dây AV ra 6 ly giá 350 cho một cặp, được chưa? AV ra 6 ly giá 350 cho một cặp. AV Canon đực ra 6 ly giá cũng 350. Hay là anh em nào cần Canon cái ra 6 ly em cũng có, giá cũng là 350. Anh em nào quan tâm mẫu nào thì cứ chụp ảnh lại màn hình cho em nhé. Video này thì nó khá là nhiều sản phẩm nên là em sẽ nói nhanh hơn những cái video khác. Đấy, vì nó rất là nhiều sản phẩm, anh em nhìn này rất là nhiều sản phẩm nên là em phải nói đi liên tục. Rồi tiếp theo là những cái mẫu dây súp. Đấy, dây súp điện. Dây súp điện dành cho anh em và các bác nào cắm từ âm ly xuống. Đây, âm ly xuống cục súp đây. AV ra 1 AV ra 2 AV anh em nhé. Đấy, 1 AV ra 2 AV. Được chưa? Đây, 1 AV ra 2 AV dài 2 mét, giá là 250 cho một sợi. Canon cái ra AV là từ vang xuống súp, giá cũng là 250 cho một sợi dài 2 mét. Ngoài ra anh em nào cần dài hơn, anh em nào cần tận 2 mét hay 3 mét thì anh em cứ nhắn tin trực tiếp qua Zalo cho em. Số điện thoại thì em sẽ để ở ngay dưới màn hình nha anh em nhé. Đấy, số điện thoại Minh Nhật Audio kèm theo số điện thoại này. Rồi tiếp theo đến ba cái mẫu dây ở trên thì nó là dòng khá, chưa phải là dạng đắt tiền quá. Đấy, chưa phải dạng đắt tiền nhưng mà nó cũng là dạng tốt rồi anh em nhé. Rồi đầu tiên là dây Hitachi bản to là sao, em sẽ lên chi tiết luôn cho anh em. Bản to là sao? Đầu tiên là nhắc đến cái rắc của nó là rắc hóa gen carbon anh em nhé. Đấy, bản này là bản đồng trục này, bản to này. Đấy, dây Hitachi bản to, lõi to nó sẽ mang đến được cho anh em chất âm bass chắc, và lõi mạ bạc thì nó sẽ mang đến được cho anh em cái giải cao tốt. Gọi là con cái dây Hitachi bản carbon này thì nó sẽ lên cho anh em cả ba giải chi tiết anh em nhé, ba giải chi tiết, được chưa? Đấy, rồi dây khá là mềm, dây mềm, dây rất là mềm. Riêng dây Nhật thì dây nào bên em lên cho anh em cùng đều mềm hết, rất là mềm anh em nhé. Đấy, như bộ này thì có mức giá là 550.000 đồng một cặp, được chưa? 550 một cặp đầu rắc khóa gen dây Hitachi. Đấy, 550 anh em nhé. Rồi anh em nào cần Canon đực, đây em lên cho anh em dây
dây carbon, carbon trước hay nhiều anh em hay gọi là dây ba lăng đấy. Dây ba lăng được ra ba lăng cái đầu giác carbon đấy, dây Hitachi được chưa, có mức giá là 700.000 đồng cho một cặp, 700.000 đồng cho một cặp anh em nhé. Tại sao, tại sao cái đầu giác này nó lại cao như vậy đấy, thì em xin nói luôn là đầu giác này nó không bao giờ bị cũ anh em nhé. Đầu giác carbon này thì anh em dùng cả lúc nào nó cũng như mới như này này, lúc nào nó bóng nhẫy nhẫy này này đấy, và cái độ tiếp xúc của nó rất là tốt, không bao giờ bị hao mòn, hiểu chưa? Không như những cái đầu giác rẻ tiền anh em dùng một thời gian nó sẽ bị bạc đi, thì cái đầu giác carbon này thì không bao giờ bị bạc, được chưa? Vì nó là nó gọi là carbon rồi, rất là xịn rồi đấy. 700.000 đồng cho một cặp dây ba lăng Hitachi anh em nhé, bản dây to, được chưa? Rồi, hay là anh em nào cần ba lăng canon cái ra AV, canon cái ra AV thì anh em thêm cho em 100.000 thôi. Canon đực ra AV, canon cái ra AV thì anh em của anh em là 600.000 à 650 cho một cặp. Đấy, đây là canon đực này, ngoài ra em có cả canon cái nữa, giá 650 cho một cặp nhé. Dài 1 mét, tất cả độ dài đều dài 1 mét. Ngoài ra anh em nào cần dài hơn thì cứ nhắn tin trực tiếp cho em, được chưa? Rồi, tiếp theo là đến một mẫu dây tới từ Đức, dây WBT. Riêng dây của Đức thì em nói thẳng luôn là nó, con này thì nó sẽ lên được cho anh em giải bát, nó không như dây Nhật nó sẽ lên giải chung chép cho anh em. Nhưng riêng dây Đức này nó sẽ lên cho anh em giải bát chắc. Đấy, thiên về giải bát nhiều hơn, Make in Germany, được chưa? Dây này dây Đức xịn anh em nhé, WBT audio, dây chuyên sử dụng trong audio, dây này bản to, dây mềm, bản màu trắng đục, được chưa? Đấy, dây ba lăng này, hai đầu ba lăng, đầu giác carbon, dây này thì có mức giá là 750.000 đồng một cặp, à 800 chứ, bộ này là 800 anh em, bộ này 800, bộ GAV của nó là 650. GAV của WBT giá là 650, còn dây ba lăng giá là 800. Đấy, đây, trên dây có chiều mũi tên, được chưa? Trên dây có chiều mũi tên. Đấy, dây này thì lõi của nó là lõi đồng tơ nên là cái tiếng bát của nó rất là mịn. Bát của cái con WBT rất là mịn anh em nhé. Nếu mà anh em nào yêu thích cái dải bát sâu, bát mịn, đấy, thì anh em có thể chơi cái dây Đức này cho em. Dây Đức xịn, đảm bảo với anh em nhé. Rồi, ok. Rồi tiếp theo lên cho anh em mặc bác một cái mẫu dây tới từ Mỹ, dây Mỹ Mỹ xịn luôn đấy. Dây Mỹ này thì nó sẽ lên cho anh em cả ba giải này, lên ba giải đều nhau luôn. Đây, rồi lên lần lượt nhá. Đầu tiên là dây AV AV carbon, đầu giác carbon. Con này thì có một cái màu xanh bộ đội. Đấy, đây anh em thể nhìn đây, mắc in tốc, có chiều mũi tên luôn. Đấy, đây này thì con này thì đều ba giải anh em nhé, dây mắc in tốc, màu xanh, đều ba giải. Đấy, cả bát, cả chung, cả chép đều lên hết cho anh em. Bộ này thì có mức giá là 800.000 đồng cho một cặp, được chưa? Hai đầu AV của mắc in tốc giá là 800.000 đồng cho một cặp. Đấy, rồi tiếp theo dây ba lăng, ba lăng là dây canon đấy. Đấy, ba lăng của đắp của thằng Mark Intop tại Mỹ có mức giá là 950. Đây, chữ đây anh em nhá, chữ trên dây lúc nào đầy đủ, anh em nhận hàng kiểm tra thoải mái, Make in USA, có chiều mũi tên ra và vào âm ly, được chưa? Bộ này thì có mức giá là 950.000 đồng cho một cặp. Đấy, hai đầu ba lăng của Mark Intop giá 950. Anh em nào cần Canon AV ra Canon cái hoặc AV ra Canon đực đấy thì sẽ là tặng 900.000 đồng anh em nhé, 900 AV ra Canon đực hoặc là AV ra Canon cái giá 900.000 đồng cho một đôi. Đấy, tất cả thì dây đắt tiền thì dây những cái dây mà khá một chút thì em có thể báo ship được cho anh em. Đấy, hoặc là anh em ở gần thì em có thể báo ship được cho anh em và các bác. Và anh em nào ở xa, ở tận ví dụ em ở Hà Nội mà anh em ở tận trong Sài Gòn thì em phải tính ship của anh em tầm 20 đến 30.000 đồng thôi.
Đấy, còn ngoài ra anh em nào mà mua nhiều mà em có thể bao ship được cho anh em thì em vẫn có thể bao ship được cho anh em và bác nhá. Đấy, anh em là quan tâm mẫu sản phẩm nào, dây AV phòng thu hay là dây Hitachi hay là dây mic hay là dây sub hay là dây Macintosh này, dây WBT này, dây Hitachi này, thì cứ liên hệ trực tiếp với em Minh Nhật Audio nhá. Rồi, cảm ơn tất cả và xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em và các bác trong các video tiếp theo.